Phượng, 45 tuổi, vợ của CEO công ty Logistics F&F, một doanh nghiệp lớn với hơn 400 nhân sự, thường chạy bộ ở công viên vào thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Kho báu xuất hiện rồi, chị sẵn sàng vào vị trí đi nhá. Sẵn sàng. Ủa, sếp Yến, đi đâu đây? Tôi đang đi tập thể dục. À, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe ha. Mà đêm qua thấy sếp uống cũng nhiều, vậy mà sáng nay vẫn dậy sớm tập thể dục. Vừa chạy vừa nói. Công ty bầu trời xanh đúng không? Nhưng mà họ vẫn chưa ký kết gì đâu. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ xả thân vì công ty. Ca này để tôi xử lý, tôi có kế hoạch rồi. Chuyện gì nữa sếp? Tôi nói anh để tôi mà. Cả hai chúng ta đang tìm cách làm lợi cho công ty mà. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của sếp đâu. Xin lỗi ạ. Alo. Alo. Chị Xuân à? Alo. Chào tôi đi. Tôi đã nói là. Nói là hôm nay sẽ gửi báo giá cho công ty của tôi, báo giá tour du lịch. Nói đi. Dạ. À, cái bản báo giá với chi tiết tour em làm xong hết rồi. Trong sáng nay á, em sẽ gửi cho chị nha. Mà công nhận kỷ niệm thành lập 5 năm mà công ty chị chơi lớn thật. Đầu tư bắt. Nhắc đến ông Quốc. Nhắc đến ông Quốc. À, à anh Quốc hả? Bật loa ngoài. Bật loa ngoài đi. Alo. Cái loa bị sao á, chị đợi em ở loa ngoài nha. Chị nói lại em nghe không được, chị nói lại đi. Anh Quốc ở bên công ty F&F. À, anh Quốc F&F đúng không? Em biết. Nghe đâu là bên đó hình như là chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập công ty á. Nhưng mà em đảm bảo với chị nha, cái tour mà thiết kế cho bên công ty anh Quốc không thể nào bằng cái tour em đang thiết kế cho chị được. Với lại dân trong nghề, cho nên là em chia sẻ nha. Em đã xem chi tiết về cái bản kế hoạch cũng như là chi phí cái tour bên công ty của anh Quốc rồi. Giá cao ngất ngưỡng luôn chị ơi. Em xem em sốc luôn á. Thiệt á, em nhìn cái chi phí mà em tiết tiền cho khách luôn á. Sao thì miệng gì chị ơi, nó còn tùy tiêu chí nữa. Mà em nói chị nghe nhá, cái xu hướng bây giờ á là người ta thích làm những cái tour nó gắn liền với truyền thống kìa. Doanh nghiệp càng lớn, càng nhiều đối tác nước ngoài á thì cần phải càng làm hình ảnh nó gắn liền với quê hương đất nước. Ừ, em nói cũng có lý đấy. Em nói thêm cho chị nghe đi. Cái này là bên công ty của em đã nghiên cứu thị trường rất kỹ rồi. Đối tác nước ngoài khi nhìn vào nhá, họ sẽ đánh giá, đây là một lãnh đạo có tầm nhìn. Cho nên họ sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc để hợp tác với những doanh nghiệp mà có lòng tự hào dân tộc cao. Bởi vì qua đó họ sẽ cảm thấy, doanh nghiệp này là một doanh nghiệp uy tín, rất đáng để hợp tác. À, với còn điều này nữa, bên công ty của em á đang thiết kế những cái tour du lịch rất đặc biệt để dành tặng cho doanh nghiệp nhằm kích cầu du lịch. Em đảm bảo với chị luôn nha. Mà em đang thiết kế cho bên chị á là độc nhất vô nhị. Giá cả uy tín phải chăng, không phải lăn tăn gì cả. Chất lượng chắc chắn là 5 sao. Quá tuyệt vời. Nhớ giữ cho chị đấy nhá. Chốt ngay. Giữ cho chị suốt này bằng được. Dạ vâng. Trong sáng nay em sẽ gửi hợp đồng qua bên chị nha. Ừ, chị chào em.
Ôi, em chào chị. À, em xin lỗi chị nha. Nãy giờ nói chuyện điện thoại chắc làm phiền chị lắm hả? Em là bên ngành dịch vụ, cho nên khách hàng gọi tới phải nghe. Không nghe không được, mất chớp. Chị thông cảm nha. Không có vấn đề gì đâu em. Chị vừa nghe lỏm được, em là bên du lịch hả? À, dạ đúng rồi. Cũng thật là tình cờ, công ty của chồng chị đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập. Em tư vấn giúp chị nhé. Ồ thế à? Em sẵn sàng thôi. Mà chị tập xong chưa? À xong rồi à? Thế em mời chị qua đây nhé.